gành đèn tháng 4 như khoác lên mình vẻ đẹp khoáng đạt, hùng vĩ hơn dưới góc máy flycam. Chạy dọc theo bờ biển, khu vực gành đèn dài gần 1 km, bao gồm những tảng đá được chen chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên, tạo ra bức tranh tuyệt đẹp. Những phiến đá màu nâu, hơi phớt hồng, nổi lên trên mặt biển xanh biếc, trùng điệp nối tiếp nhau, khiến bất kỳ ai lần đầu đến đây đều cảm thấy choáng ngợp. Với chị Nguyễn Ngọc Bích, đến từ vùng đất du lịch Quảng Ninh cũng thế. Em đến từ Hạ Long, Quảng Ninh. Và khi mà em đến đây thì em thấy khá là choáng ngợp, bởi vì là cái vẻ đẹp ở đây nó hoàn toàn khác với lại cái vùng quê nhà em. Thì về thời tiết, về khí hậu, con người và đặc biệt là cái cảnh, bởi vì là em vô cùng ấn tượng với cái vẻ đẹp hoang dã thiên nhiên nhưng mà vẫn được mọi người ở thành phố mình ý duy trì, gìn giữ mà vẫn giữ được cái vẻ đẹp thiên nhiên. Và đây là cái điều mà em vô cùng ấn tượng và vô cùng thích. Em không phải đến lần thứ nhất đâu mà em đến lần thứ ba rồi, lần nào em cũng đến đây vì là rất là đẹp. Nhìn quang cảnh biển và rồi nhìn cái phong cách sống sinh hoạt đây mọi người rất là thích. Ngoài hoang sơ ra còn có vẻ đẹp của nắng của biển nữa ạ. Lúc nào biển cũng rất là trong và xanh và nắng rất là đẹp. Và mặc dù hơi nóng một chút nhưng mà chụp ảnh lúc nào cũng rất là xinh. Gành đèn là một địa danh còn khá mới mẻ đối với dân phượt và khách tham quan. Theo ngư dân nơi này cho biết, mặc dù chỉ nằm cách gành đá đĩa khoảng 15 phút đi bộ, nhưng rất ít du khách ghé thăm gành đèn do danh tiếng gành đá đĩa đã quá lớn. Chính vì thế mà nơi đây vẫn giữ được nét nguyên vẹn, hoang sơ, phóng khoáng của đá. Khi mà đến đấy thì mình thấy biển rất là đẹp. Đi các nơi rồi thì ví dụ như dịch vụ bằng vẽ thì cũng rất là rẻ. Có 20 ngàn một người đi vào thì cũng môi trường cũng vệ sinh rất là sạch sẽ. Cách mua bán mời chào cũng văn minh, không có treo kẹo nhiều. Sau này mà mình nghĩ có nhiều nhà đầu tư mà họ đầu tư vào thì sẽ phát triển hơn. Mùa này đến với gành đèn, du khách có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của biển cả với những bọt nước trắng xóa vỗ vào bờ đá. Đi trên những phiến đá được phóng tầm mắt theo những cánh chim trời, thả hồn mình vào không gian yên bình của biển cả và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất giữa màn biển biếc thì không còn gì bằng.